Hello các bạn nha, hôm nay tiếp tục cập nhật giá xe nè tại hệ thống xe máy Hiếu Thành Phát chi nhánh Thuận An Bình Dương nha anh chị các bạn. Hôm nay cùng với Trinh nè, Trinh cập nhật cho anh chị các bạn mình ha. Dạ, hello, xin chào tất cả các bạn, lại là Trinh đây. Hôm nay trên video này Trinh sẽ cập nhật giá xe dòng xe Exciter 150, 155 và dòng xe đang rất là hot, đang rất là nhiều bạn trẻ thích luôn, đó chính là dòng Vino V3 nha cả nhà. Thì đầu tiên đó chính là em Vino V3 màu sơn 3D nha cả nhà, rất là đẹp luôn á mọi người, màu xanh đen nha mọi người ha. Thì ở đây á, bên trên đi tem cũng khá là đơn giản, khá là đơn giản luôn. Đây sẽ có viền đen và trắng ha. Ở đây có chữ Honda nè, và ở sau xe là có chữ Winner X màu trắng ở đây ha, rất là đẹp luôn mọi người. Và cái bản sơn 3D này á, bên trên hiện tại đang bán ra với giá là 39.500.000 đồng thôi, rất là rẻ luôn á cả nhà ha. Ở đây thì màu sơn luôn á em. Dạ đúng rồi, màu sơn luôn. Giá trên báo đã bao gồm màu sơn rồi nha cả nhà. Ngoài những màu mà bên Trinh độ sẵn ở đây, bạn nào thích màu nào gửi hình qua Zalo, Trinh sẽ lên màu theo ý các bạn, và giá cũng là 39.500.000 đồng luôn. Ngoài ra thì các bạn liên hệ mua xe của em thì em có hỗ trợ các bạn mình tiền đi lại không? Dạ có anh, đến cửa hàng có gọi trước cho Trinh, hoặc là vào cửa hàng có nói là có liên hệ trước với Trinh, thì Trinh sẽ hỗ trợ từ 500 đến 1 triệu chi phí xăng xe đi lại, hỗ trợ giảm thêm giá xe và rất là nhiều ưu đãi khác nữa ha. Rồi, nói chung okay. Là có liên hệ trước thì giá xe sẽ khác. Bản này là cho anh hỏi là bản phanh đĩa thường hả em? Dạ đúng rồi, bản này là bản phanh CBS nha cả nhà. Phanh thường ha. Còn rồi, nếu mà bản ABS thì giá nó cao hơn xíu. Rồi, cái này là chiếc đỏ trắng ha. Đỏ trắng phiên bản Momita này. Đây là bản sơn 3D luôn nha mọi người. Đây, rất là đẹp luôn. Đi đỏ trắng thì rất cực kỳ nổi bật luôn nha cả nhà. Rồi, ở đây bên trên có lấy một số phụ kiện cho xe như là bao sơn nè, chống đổ màu đỏ nữa nè, rất là đẹp luôn. Và không thể thiếu là ba ga titan và chống trộm. Hiện tại thì bên Trinh đang ưu đãi cho khách hàng mua xe mới giảm 50% gắn chống trộm nè, gắn định vị phụ nano và gắn công tắc đèn, với lại là tặng thêm rất là nhiều phần quà ưu đãi khác nữa. Cho nên là nhanh chân lên cửa hàng gặp Trinh để rước xe về nha. Rồi. Tiếp theo màu zin em. Màu zin ở đây thì Trinh có phiên bản HRC nè mọi người. Bản HRC nha cả nhà. Bản này bản đặc biệt thì giá của em này hiện tại là 40 triệu thôi, cực kỳ rẻ luôn á mọi người ha. Mà nếu như mà mọi người muốn sơn lên từ bản đặc biệt á thì thêm 2 triệu nữa thôi là 42 triệu. Bên Trinh thì còn đầy đủ tất cả các màu zin, nhưng mà ở kho ấy, cho nên là bạn nào mà cần Trinh gửi mẫu nào á thì inbox Zalo Trinh gửi mẫu cho các bạn cùng xem nha. Ok. Rồi, ở đây thì Trinh có em HRC phiên bản Winner XV2 này cả nhà. Bên XV2 thì nó có hai cái đèn xi nhan lồi ra như thế này nè. Đó. Là có thể tích hợp được không em? Dạ được anh, bên em có hỗ trợ tích hợp vào luôn. Tích hợp cho gọn đó các bạn. Rồi, thì cái chiếc này hiện tại đang ở mức giá là 37 triệu 500 ngàn đồng thôi. Trời ơi, quá rẻ luôn cả nhà. Cực kỳ rẻ đó, luôn các bạn ha. Ơi. Rồi, bản này có phanh ABS luôn nha mọi người. Phanh ABS luôn ha. Rồi, tiếp theo là em Vino V3 bản CBS màu đỏ. Đỏ này là bản màu zin nha cả nhà. Bản này màu zin thì hiện tại đang ở mức giá là 37 triệu 500 ngàn thôi. Cực kỳ rẻ luôn nha. Như là đồng luôn, đồng với dạ, con đúng rồi. Đồng ABS V2 đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Và đặc biệt là khi mà mua gốc chỉ cần trả trước bên Trinh từ 4 triệu trở lên là lái xe về rồi. Ok. Dạ. Rồi, đây là con ẹt. Tiếp theo là em Exciter 150 phiên bản trắng đỏ nha cả nhà. Phiên bản trắng đỏ này. Nói chung là cái dòng Exciter 150 hiện tại cũng không có nhiều xe lắm, cũng còn có một vài chiếc thôi, nhưng mà bên Trinh đầy đủ tất cả các màu zin nha cả nhà. Màu đỏ nhám, màu đen nhám, màu trắng đỏ, màu xanh đặc biệt, nói chung là rất là nhiều màu đầy đủ, nhưng mà không có còn nhiều á. Nhiều màu nhưng mà không có nhiều xe. Thì mẫu này hiện tại đang bên Trinh đang bán ra với giá là 44 triệu đồng cho phiên bản RC. Còn bản đặc biệt, bản giới hạn là 44 triệu 500 ngàn đồng nha cả nhà. Thì mấy anh đó, ở đây thì Trinh không có thể nào quay đầy đủ tất cả các màu. Mấy anh thích màu nào thì cứ gửi mẫu Zalo trên báo giá cụ thể hơn. Rồi. Cái đó là mình có lên mấy cái phụ kiện ở dưới đó anh thấy chưa? Dạ đúng rồi. Ở đây thì Trinh có gắn thêm cái cuộc lắc này cả nhà. Các bạn. Dạ cuộc này, gác chân này, chống đổ với lại bao sơn. Ba ga chống trộm, nói chung là bên Trinh có đầy đủ các phụ kiện thêm xe. Mấy anh gắn thì bên Trinh sẽ báo giá và sẽ hỗ trợ giảm thêm giá xe gắn phụ kiện nha cả nhà nha. Rồi, tiếp theo là Exciter 155. Anh thấy là con màu cam rồi đó trước đó em. Màu cam hả? Màu cam đẹp nè. Dạ. Đây cả nhà.
Trời ơi, nhìn cho em xe này thì rất là nổi luôn á mọi người. Bước vào là thấy em ngay luôn. Là màu cam, phiên bản cam đen sơn 3D nha cả nhà. Ở đây bên trên đi tem rất là nhiều họa tiết luôn nha mọi người. Nhiều họa tiết luôn ha. Và rất là nổi bật. Rồi mọi người cùng nhau quan sát xe ha. Rồi, như là mâm mình có lên mâm luôn ha. Đúng rồi, có lên mâm kiểu này cả nhà. Mâm kiểu màu đỏ luôn ha. Kiểu y các bạn. Dạ, rất là đẹp luôn. Rồi. Đây, ở đây bên trên có lên một số phụ kiện màu đỏ nữa nè. Ví như là Oppo nè, các chân chống đổ và cái phuộc ha. Ở đây đèn này là bên trên đã tích hợp đèn xi nhan nhỏ với lại là xuống đuôi FZ rồi. Thì xe rất là gọn luôn á mọi người. Con này bản chìa khóa cơ này có nhiêu em, giá nhiêu em? Dạ, em này hiện tại đang ở mức giá là 45 triệu 500 ngàn thôi. Rất là rẻ luôn á mọi người, chỉ có 40 mấy triệu thôi mà có một em xe cực kỳ ngầu như thế này luôn. Rồi, tiếp theo em. Tiếp theo, trên sẽ quay một số màu, nhiều màu luôn nha. Đây, ở đây là màu xanh nha mọi người. Màu xanh, cà vẹt sẽ là xanh trắng đen, tại vì nó có thêm màu trắng nữa nè mọi người. Rất là đẹp luôn. Bản này là bản khóa Smart Key, thì hiện tại bản khóa Smart Key đang ở giá là 47 triệu. Và nếu mà mua góp chỉ cần trả trước bên trên tầm khoảng 7 triệu lái xe về rồi cả nhà. Nó đẹp luôn ha. Rồi. Kế bên là em Monster, chỗ này nó hơi chậm một xíu ha. Anh quay dài dài cho mấy bạn cùng nhau quan sát xe. Tại vì hơi chậm xíu nên em không có vô được. Monster này màu zin á 3D cho em. Màu Monster này là màu zin á anh. Màu này là màu zin, hiện tại chiếc này đang ở mức giá là 48 triệu 500. Màu riêng. Dạ đúng rồi. Monster là hình như là giá là cao nhất đúng không em? Dạ đúng rồi, phiên bản giới hạn ở Monster là cao. Còn đó là có phiên bản trong 60 đó, năm kỷ niệm nữa kìa. 60 năm kỷ niệm ở trong đó nữa nha cả nhà. Các bạn màu trắng đó. Rất là chật, không thể nào quay vô quay kỹ cho các bạn mình xem nè. Nói chung á màu zin Exeter 155 thì bên trên có đầy đủ tất cả các màu luôn. Anh nào mà muốn màu nào cứ gửi hình Zalo trên nha. Rồi. Bên trên thì thủ tục trả góp rất là đơn giản, chỉ cần chứng minh hộ khẩu hoặc là chứng minh bằng lái. Hoặc là căn cước công dân gắn chip, nếu mà có căn cước công dân gắn chip rồi không cần những thủ tục kia ha. Đủ 18 tuổi là lên cửa hàng trên hỗ trợ lái xe về. Và đến cửa hàng nhớ nói là có liên hệ trước với Trinh để nhận được nhiều ưu đãi. Nếu như các bạn không biết, tới ngay ngã tư Hòa Lân gọi cho Trinh. Trinh sẽ hỗ trợ ra đón các bạn vào và sẽ hỗ trợ thêm xe đi lại cho các bạn. Cửa hàng bên Trinh hiện tại đang ở địa chỉ là 179 Thủ Khoa Huân, khu phố Bình Thuận 2, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương nha các bạn ha. Rồi, đến cửa hàng nhớ liên hệ với Trinh nha. Bye bye.